câu chuyện được hé lộ. Cái lúc á mà tôi chờ hai người tới đây á thì có một cái ông bán vé số, ông tới đây ông mời vé số, tôi không mua thì ông đi, mà khi ông đi á tờ số rớt cái chân anh. Dạ con không mua chú ơi. Sự trùng hợp đầy bất thường. Phải cái ông bán vé số cho em là cái ông đó, ông không mặc áo màu nâu, đội cái nón tai bèo màu trắng trắng, xong ông đeo cái cặp bên nè, nó có cái đai màu trắng trắng đúng không, mà con người ổng ốm ốm. Đúng rồi đúng không? Ổng đó. Nói tóm lại là hai người mua vé số của chung một người à? Hai nạn nhân đã sập bẫy lừa như thế nào? Tất cả sẽ có trong chuyện cảnh giác 16:40 chủ nhật ngày 2 tháng 2 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị và các bạn đón xem.